Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình dạy cô đồng hành và hướng dẫn các bạn những dàn kiếm tiền pro ở trên kênh Thành LDA. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì bạn nhớ nút subscribe để bạn đăng ký cập nhật liên tục những dàn mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Nội dung video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ đề cập đến vấn đề đó là hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta có thể làm vé ở trong chương trình em đây, cũng như là các bạn hướng dẫn các bạn cách chơi để đoạt vé. Mình sẽ ưu tiên làm video hỗ trợ anh em để trên điện thoại với ứng dụng MSC để cho anh em dùng Android. Các bạn dùng iPhone thì có ứng dụng có ứng dụng MSC cho iPhone, tuy nhiên là mình thì cũng chưa lắm cái cách tải và mình cũng đã tham khảo nhưng mà cũng chưa tải được, thì mình sẽ sớm có những cái video hỗ trợ cho anh em về đang dùng iPhone. Còn nếu như mà anh em mà dùng Android thì nó rất là tiện vì các bạn có thể chơi khá nhanh. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước chúng ta chơi nhé. Tài khoản của mình thực tế bây giờ mình đã chuyển tạm sang một số U, mình có một lượng U là hơn 700 U. Mình sẽ mua vào một lượng MX để mình trả phí bằng MX. Mình dự kiến là sẽ chơi một cái volume lên tới để mình xem lại cái video đã. Ở trong chương trình em đây được biết dán Meli ngày hôm nay mà mình chơi ấy, thì khi mà mình muốn chơi một vé thì sẽ cần phải đạt một volume trên 10.000 đô. Trên trên một đúng rồi trên trên một 100.000 đô một, xin lỗi anh em, không phải, đó là volume với MX. Thì mình mở cái nội dung cụ thể, cái chi tiết cụ thể đi tên thật là như thế nào nhé. Chúng ta cần phải biết được là cần phải chơi volume bao nhiêu thì chúng ta sẽ tính được chơi bấy nhiêu thôi, không cần chơi chơi dư làm gì. Ở 9 vé thì là 10 100.000 đô đúng không ạ? 11 vé thì 13.000 đô, mình sẽ chơi ở mức 13.000 đô. 13.000 đô dự kiến mình sẽ hết 220 đô tiền phí. Bây giờ mình sẽ tiến hành chơi cho anh em xem nhé. 220 đô mình sẽ mua đúng đủ một lượng 220 đô. Hai trăm hai mươi đô thì sẽ mua được 117. Rồi chọn lệnh market cho nha, không có lệnh market. Rồi ok, 210 đây, mua 210 đô. Đây các bạn lưu ý này, chúng ta sẽ vào trong cái phần bên này này. Chúng ta trước tiên là các bạn sẽ bật cái phần cả mức phí, bật khấu trừ MX lên sau khi chúng ta đã mua được MX đó. Sau đó chúng ta sẽ vào đây chúng ta chơi. Chúng ta sẽ mình đã vừa vừa mua vào rồi, bây giờ mình sẽ làm lệnh thị trường để bán ra nhé. Kéo sang này. Rất là nhanh thôi. Đấy, các bạn làm trên điện thoại sẽ nhanh hơn làm trên máy tính. Máy tính các bạn sẽ cảm thấy là có độ trễ cao hơn. Rồi, các bạn sẽ cùng với mình chúng ta sẽ chơi nhé. Các bạn thấy là mình làm rất nhanh đúng không ạ? Nếu các bạn dùng auto click còn nhanh nữa. Cái này là mình làm tay. Làm tay vo thì nó có thể nó sẽ hơi lâu so với những người làm auto click. Với cái này thì mình sẽ cần phải làm cái thao tác này cỡ độ vài phần trăm lần. Volume này thì cần phải chơi 200 lệnh mua và cộng bán. Chính xác là 260 lệnh. Kiếp, nó nghe lời mẹ là tối hôm qua mẹ bảo xuống ngủ bàn rồi. Xuống ngủ ngon này. Ngoan đi nhá. Đấy, okay. Hôm nay mẹ cho đi ngủ với bà rồi. Tí thì đừng hỏi sao nhá. Ừ. Không đợi đâu. Vừa chơi chúng ta vừa theo dõi volume. Hai chị em ngủ bà tới nhá. Các bạn thấy là gần như nó không hụt coin vì mình chơi cả Bitcoin thì nó cái độ lệch giá nó không nhiều. Có độ hụt nhưng mà nó rất là nhỏ đúng không ạ? Đây các bạn vừa chơi thì các bạn vừa chú ý là mở giao diện em đây, người ta theo dõi xem là ta đạt được khối lượng mong muốn chưa, thôi muốn chưa. Đấy các bạn thoáng một tí là mình đã đạt volume được 32.000 đô này. Thấy chưa?
Nịnh, nịnh thị trường. Đây các bạn thấy nhanh không ạ? Làm rất nhanh thôi. Các bác cứ bảo lâu, lâu ở đâu? Lâu là do các bác không biết thao tác thôi. Bây giờ mà dùng Auto Connect nó còn nhanh nữa. Auto Connect các bạn chơi 10 phút là đủ. Đấy, các bạn thấy không ạ? Nhanh không ạ? Mình làm rất là nhanh. Mình làm gần như là không có dừng lại video để cho anh em xem hết luôn nhá. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục chơi. Đấy các bạn sẽ tiếp tục cùng với mình chơi nhé. Nó sẽ hao, khi mà các bạn chơi kiểu này thì nó sẽ có thể hao cỡ độ 10 đô đấy. Chúng ta cần phải chấp nhận cái khoản hao này. Vì là khi nó mà nó sập quá nhanh ấy, thì chúng ta cũng không kiểm soát được. Nó tăng thì lại chúng ta không hao, nhưng mà nó sập quá nhanh thì nó lại hao. Ta chờ nhảy số cái là kéo luôn. Rồi sang em đây xem tiếp xem nó đạt volume bao nhiêu nhá. Vừa chơi vừa theo dõi. Như vậy là 71 rồi, chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, chúng ta cố gắng thêm tí nữa thôi. Như vậy là 11 phút đúng không ạ? Đấy là mình ít thôi. Mình ít U thôi chứ 1000 U thì chơi từ nãy giờ xong rồi. Đấy các bác thấy không nhá. Video là 11 phút. Chuyên 11 phút đi các bạn. Em xem thực tế là 11 phút nhưng mà em sẽ cắt đi khoảng 2 phút. 2 phút tôi em để em chỉnh sửa lại video. Đấy. Thì các bác sẽ thấy là không hề lâu. 1000 đô chỉ 10 phút là xong rồi. Thực tế là như vậy. Thế một chiếc ông bảo là có cờ ý mà làm được 10 phút mà làm xong volume 100.000 đô. 100, nếu mà volume 13.000 đô tôi làm chỉ 10 phút, tôi chia 10 phút được không ạ? Đây là tôi ít U thôi. Chứ tôi có 1000 U thì làm vèo cái xong thôi. Ngoài ra thì vừa làm lại vừa phải nói trong video rồi giải thích, chú thích cho anh em.
nên là nó không tập trung thôi, chứ còn nếu mà mình làm một mình không nói, không làm video gì cả là tí xong đấy, các bạn thấy không, kéo cứ nhanh nhầm bầm thôi mà. Thế là tôi chơi 500 U nhá. Còn nếu mà chơi 1000 U nó nhanh gấp đôi. Kiểm tra không có lẽ vượt quá volume thì ta lại thừa không tốt đúng không ạ, chỉ cần đủ thôi, 9.200, cố lên tí nữa. Tớ quyết định là chơi volume 13.000 đô. Lệnh thị trường. Chắc giờ đạt volume 100.000 rồi. Các bạn thấy không, phụt lại còn tăng này. Giá nó lên thì nó lên thôi, lên nhanh thì nó lên, mà nó lên chậm thì hoặc nó xuống thì nó sẽ giảm thôi. Vì mình đã trả phí bằng MX rồi nên là nó sẽ không bị hao phần phí. Nó chỉ hao cái giá độ giá chênh giữa đám và mua tí thôi. Đây em đây này. Tôi đang xem này. Ở đây các bạn thấy là volume mình cũng đã gần đạt rồi đấy. Mình còn thiếu 20.000 đô nữa. Một này. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Anh em có thể thấy là 121.000 đô rồi anh em ạ. Rồi, tiếp theo này. 1. Quên, lại nghỉ mít. 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13. Ok, đến đây đoạn này thì mình phải kiểm tra kỹ hơn. Đấy các bạn thấy không ạ? Một tí nữa là vượt luôn nhá. Đấy, mình đã xác định là volume bao nhiêu người ta cần phải chú ý chơi, chỉ cần chơi đủ thôi.
Rồi tiếp tục chơi thêm tí nữa. Đây, tớ sẽ chơi thêm volume 400 đô nữa. Gì đây? À, đang ở phiên bản á. Rồi. Bây giờ sang cái giao diện em đây cho nào, xem được bao nhiêu rồi. 129 còn thiếu 129.673. Như vậy là tớ còn thiếu là này. Đây mình sang đây nhá. 129 này. 129 673 thiếu gọi là 400 đi. Mình xây thêm volume 1 chạy 190 đô này. 180 đi. Thiếu nữa tí nữa thì bù. Đây, giờ sang đây kiểm tra lại em đây nhé. Chắc chắn là có dư. Mình đã chơi thừa volume đã rồi. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ việc cờ làm thôi. Ok, đã chơi đủ 11 vé. Mình ấn nút đăng ký ngay nhé và xác nhận tham gia này. Ok, đủ 11 ticket luôn anh em. Xem kỹ luôn. Check đủ cho mình 11 ticket nhé. Được chưa? Ok, vừa rồi thì mình đã hoàn thành xong nội dung video hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta chơi một cách nhanh chóng, tiết kiệm phí cũng như là cách để anh em cờ làm các vé em đây ở trong phiên trading down. Với phiên em đi down thì các bạn chỉ cần hold MX và làm tương tự. Cảm ơn em đã theo dõi video. Xin chào các bạn, video tiếp theo.